cái này nó lội ra cái mộ ba nó đứng dỗ kêu ba ba mới có một vợ thức dậy đi lại đây nắm tay kêu ba đâu có ai đâu chỉ có hai mẹ con à rồi đóng cửa trước lại á đi ra đốt nhang á nó đi theo nó lại nắm tay nó chỉ ba nó biết còn mấy nó đi ra ngoài mộ nó chỉ nó nói ba nó không đó nữa. Xin chào cô bác anh chị, thì hôm nay mình có chuyến trở lại xã Láng Biển, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp để tìm vào nhà của anh Vương. Thì ở cái video trước mình có quay video lên về trường hợp của anh Vương, thì hoàn cảnh của anh rất là đáng thương luôn. Anh là bị ung thư đại tràng, thì cách đây ít ngày mình nhận được tin là anh đã không qua khỏi rồi. Thì anh để lại người vợ, một đứa con 18 tháng tuổi, rất là tội nghiệp luôn. Thì sau khi mình đăng tải cái clip lên á, có rất là nhiều nhà hảo tâm xa gần quan tâm và gửi đến cho anh cái tấm lòng, đó là gửi đến anh một ít tiền. Thì hôm nay mình mang cái số tiền này nè từ nhà hảo tâm đến mình gửi cho chị là vợ của anh Vương nha mọi người. Thì tổng số tiền á, các nhà hảo tâm gửi cho mình đợt này á, là 7.250.000. Thì chút xíu nữa đây á, mình sẽ vào mình đưa cho chị và mình sẽ đọc cái danh sách cụ thể luôn. Thì ngay đây là nhà của anh Vương nè, thì chị đang ngồi bên trong á. Thôi bây giờ mình cùng đi vào bên trong nha mọi người. Dạ, chào cô. Bữa nay chị khỏe không chị? Nay cũng đã mà anh mất rồi. Hôm bữa em có hay tin á, anh là không qua khỏi nhưng mà em chưa có đi được. Dạ, anh mất hồ cái bữa nào chị? Chứ bữa tối 25. Tối 25 gì là em đi cái bữa tối thôi, qua ngày hôm sau. Được, được bữa sau lại là anh mất. Dạ. Tới nay là được 3 ngày không chị? Hôm nay nó 4 ngày. Dạ, 4 ngày. Hôm nay có ai là giúp đỡ chị em không? Có, bữa đó có cái anh đó lại cho anh, được... Hình như anh Kha đúng không chị? Phải, anh đó lại cho được 2 triệu mốt. À, dạ. Anh Kha lại đi sau em một ngày. Ừ, sau một ngày. Thì hôm nay em với bạn Trinh đây nè, ghé nhà chị ha. Sẵn thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình anh chị ha. Cảm ơn nhiều. Dạ. Để cái gì em thắp cho anh nấy nhàng cái. Sự giải thoát cho anh. Mà già ông có ba mấy tuổi rồi bỏ đi đứa nhỏ nữa. Bây giờ cái số nó vậy con ơi. Dạ con không đụng không chết bỏ lại đâu. Con. Hồi nãy bạn Trinh có mang cho bé thùng sữa chị. Để dạ, có gì chị để cho bé uống ha. Với lại hôm nay em vận động cũng được một ít tiền nữa chị. Thì hôm nay có tới 17 mạnh thường quân gửi đến cho chị, tổng số tiền là 7.250.000. Thì chút xíu em lấy xem cho trao cho chị luôn ha. Để em sẽ đọc tên luôn. Đây chị, 7.250.000 ha. Em đếm là từ từ ha. Em đọc danh sách các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho chị ha. Một bạn tên là An, bạn tên là An 200.000. Chị Mai Heo 1.000.000. Bạn Thanh Thanh 500.000. Bạn Minh Thiện 500. Chị Kim Thúy 500.000. Em Nhi 200. Rồi chị Lê 300.000. Rồi cô Nguyễn Thị Bé Đẩy ở trường tiểu học Duy Nhân Hòa 500.000. Chị Hạnh 500.000.
rồi chị An An 300.000, một bạn tên Ken 600.000, rồi một bạn giấu tên 500.000, bạn Như 500.000, bạn Mỹ Hòa 200.000, một chị ở chợ Tháp 10 giấu tên 250.000, bạn Tiết Phước 200.000 và chị Hằng Khánh Thu 500.000. Tổng số tiền là 7.250.000. Chứ cô phải thay mặt với mấy chú xin cảm ơn để mà có số tiền này đặng mà nuôi con của tôi. Dạ. Cho gửi lại với mấy chị đó làm cảm ơn nhiều. Dạ. Này chị dùng cái số tiền này thế là lo cho bé để mà mình lo cho cái cuộc sống sau này hả chị? Dạ, chị dạ. Cảm ơn mấy chú mấy cô. Dạ. Dạ. Thì cái này cũng chỉ là tấm lòng của mọi người. Dạ. Của các nhà hảo tâm á. Dạ. Từ ở mọi nơi gửi đến cho chị. Dạ. Dạ, người ta thương cảm về hoàn cảnh của chị. Dạ. Giúp đỡ chị thì tội cho đứa bé thôi. Dạ. Đứa bé còn nhỏ xíu. Chị thơ cũng rất mong cảm ơn mấy chú mấy cô đã ủng hộ để mà tôi nuôi đứa bé. Chị thơ tôi cũng bà nội cũng gửi lời về cảm ơn mấy cô. Dạ. Đình với mấy chú cũng lo cho cháu tôi biết lắm ơi. Hỏi cô cũng đừng có quá đau buồn nữa con. Dạ. Vì hoàn cảnh khổ mấy chú mà giúp đó. Chị gắng lo cho bé hả chị? Dạ. Cảm ơn chú nhiều lắm chứ mấy chứ hai chú chứ cô dạ. Tới đây đang giúp đỡ mẹ con tôi đang có số tiền để mà tôi nuôi con. Sửa hoài con hôm qua cha nó chôn rồi cái bắt đầu nó tự nhiên ẩm đương dở chơi cái quẹo ngang không biết gì đó ẩm chở xuống bệnh viện tới chặn dạng mới về thì kiểu mấy ngày nay vậy đó rồi bỏ đâu cho nó ăn uống gì chắc nó bị suy nhược hay là nó đói gì đó ừ sao xuống chứ sáng giờ bỏ ăn hả chị bé bỏ ăn như kiểu cha nó bỏ về nè rồi đâu có chăm sóc đút cho ăn uống đâu để lội chơi rồi thức khuya nó lớn mà thức tới 12 giờ 1 giờ vậy đó lội đi lội tới lội lui đây lội lên nội rồi lội về từ hôm qua tới nay nó lội ra cái mộ ba nó đứng dỗ kêu ba mới có 1 giờ thức dậy đi lại đây nắm tay kêu ba đâu có ai đâu chỉ có hai mẹ con à rồi đóng cửa trước lại á đi ra đốt nhang á nó đi theo nó lại nắm tay nó chỉ ba nó biết còn mấy nó đi ra ngoài mộ nó chỉ nó nói ba nó không nói chuyện mấy ngày qua nó xỉu nó chạy nó đi dưới cái phòng cha nó nằm ngay chỗ cấp cứu đó dạ đúng rồi cái nó biết cha nó nằm đúng đó xuống bà nội chở xuống đó vô thăm cha ai vô đó gặp mấy gì nữa đó qua ở tiệc tối đó luôn bé buồn ngủ quá vậy chị ngủ rồi ngủ trời nhắm mắt bắt cỡ nhắm mắt đi chị cũng cảm ơn mấy chú dạ. Nhiều hơn dạ, thôi chị. Nuôi đứa bé chứ chị bớt đau buồn hả chị dạ thôi mình lo cho cái cuộc sống sau này nè cái chuyện kia đều đã qua rồi đó chị dạ thôi tụi em ghé thăm chị với con xong rồi tụi em xin phép về rồi cũng là mấy chú cũng nhiệt tình tôi cũng cảm ơn dạ. Cảm ơn hai chú với cô nhiều lắm cũng nhờ mấy chú cũng có số tiền cho cháu uống sữa. Con ngoan nha. Thôi. Mấy chú với cô về mấy nha. Mấy ba mấy ba chú đi. Dạ mấy chú mấy cô đi. Có khi nào mấy chú mấy cô rảnh ghé lại thăm. Dạ. Cầm buồn sữa, cầm bình sữa mà ngủ. Tự hôm cha anh nào thế này cái hơi ho sổ mũi mấy ngày á. Bé tên gì chị? Bé tên Minh Tấn. Minh Tấn hả? Trương Minh Tấn. Dạ Trương. Dạ. Gớt à. Đưa nào hen. Dạ thôi tụi con về con. Dạ. Cảm ơn mà. Dạ, về dạ, chị. Tao đi ra uống miếng nước rồi hay về nữa. Dạ thôi được rồi con. Dạ tụi con còn đi công chuyện nữa. Dạ.
Mình thay lời vợ của anh Vương gửi lời cảm ơn đến tấm lòng của quý mạnh thường quân xa gần đã giúp đỡ cho chị. Cái số tiền tuy là không lớn lắm nhưng có thể là giúp cho chị là xây sở trước mắt. Cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều.